đủ sức chống lại 10 chiếc Su-30. Sở hữu công nghệ tàng hình bị động tốt nhất thế giới, tích hợp khả năng tác chiến điện tử cùng trí tuệ nhân tạo, kèm khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn. Những chiếc F-22 Raptor xứng đáng là con át chủ bài giúp không quân Mỹ tự tin chiếm ưu thế tuyệt đối trước bất kỳ chiếc tiêm kích nào đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chiếc tiêm kích đáng sợ nhất hành tinh, chiếc man thịt F-22 Raptor. Với tốc độ di chuyển cực nhanh, ngay cả trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay những loại địa hình phức tạp, loại vũ khí này không chỉ cơ động, mạnh mẽ mà còn rất khó bị tiêu diệt. Chỉ cần có một đơn vị vũ khí này trong tay, vài người lính có thể nghiền nát một thị trấn cách họ tới vài chục km chỉ trong vài phút. Đó chính là lựu pháo tự hành, loại vũ khí mà bất kỳ quân đội hiện đại nào cũng thèm khát được sở hữu với số lượng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, việc chế tạo ra một dòng pháo tự hành mạnh mẽ, hiện đại đòi hỏi một nền công nghiệp quốc phòng vững chắc, chứ không chỉ là lắp một khẩu pháo thông thường lên một cỗ xe cơ giới. Chỉ trong hơn 10 phút, ngay trên bờ biển đầy cát và gió, những căn cứ hỏa lực hùng mạnh được dựng lên, sẵn sàng nghiền nát bất kỳ hạm đội nào ngay khi chúng vừa mới xuất hiện trong tầm mắt. Đó chính là điều mà một đội quân nhỏ bé có thể làm nếu có trong tay những hệ thống phòng thủ bờ biển cơ động tối tân nhất thế giới. Hãy nhìn luồng phụt cực mạnh của động cơ tên lửa trên màn hình P-800 Rafale. Nó đang đẩy quả tên lửa lên với tốc độ rất nhanh. Sau khi đến độ cao nhất định, nó sẽ bay với vận tốc gấp 3 lần âm thanh, biến nó trở thành loại tên lửa nhanh nhất và tất nhiên là khó đánh chặn nhất trong danh sách này. Không những thế, loại tên lửa P-800 Rafale cũng có tính năng gần tương tự như bắn và quệt, cho phép xe phóng tên lửa tự hoạt động độc lập chỉ một thời gian ngắn sau khi rời bệ phóng. Tính năng này vừa giúp tăng hiệu quả chiến đấu của tên lửa, vừa đảm bảo an toàn cho binh lính có thể di chuyển đến vị trí an toàn hơn, từ đó làm giảm nguy cơ bị đối phương tấn công, truy sát bằng hỏa lực hải quân, không quân. Chẳng những khó đánh chặn, các tên lửa được phóng đi từ hệ thống P-800 Rafale sẽ mang theo đầu đạn nặng 250 kg đến tấn công chính xác một mục tiêu cỡ tàu khu trục hoặc khu trục hạm từ khoảng cách tới 300 km khi sử dụng quỹ đạo bay từ cao xuống thấp. Mẫu RS-28 Sharmat của Nga với sức công phá được cho là đủ để làm bốc hơi một nửa bờ biển của các lục địa lớn, mới được xem là loại ICBM mạnh nhất mà nhân loại từng chế tạo. Theo đó, loại tên lửa nặng 208 tấn này sẽ có khả năng mang từ 10 đến 15 đầu đạn hạt nhân hồi chuyển độc lập nặng 10 tấn, đi hết chiều dài tầm bắn tới 18.000 km, hơn 5.258 km so với đường kính trái đất. Đủ sức vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên địa cầu với sai số siêu nhỏ chỉ từ 20 đến 25 mét. Cũng như đa phần các tên lửa đạn đạo liên lục địa khác trên thế giới, Sharmat có 3 tầng đẩy giúp tên lửa bay xa hơn. Thế nhưng chỉ chừng đó thôi vẫn là chưa đủ, khiến cho Sharmat trở nên đặc biệt nguy hiểm, vượt trội hơn hẳn các mẫu tên lửa đạn đạo chiến lược khác đến từ phương Tây. Nếu loại tên lửa đạn đạo liên lục địa này không sở hữu khả năng phóng bay vòng qua Nam Cực, né tránh mạng lưới cảnh giới hướng về phía cực bắc của Mỹ, rồi giáng đòn tấn công xuống bất kỳ mục tiêu nào mà người Nga muốn trên thế giới, trước sự bất lực của các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân. Người ta có thể mua được máy bay chiến đấu, vận tải, trực thăng từ lầu năm góc, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có thể mua được chiếc tiêm kích đáng sợ nhất hành tinh, chiếc man thịt F-22 Raptor. F-22 Raptor là một trong những chiếc chiến cơ xui xẻo nhất mọi thời đại, bởi vì khi nó ra đời lại không có kẻ thù để chiến đấu. Là sản phẩm do hai